Sau 16 năm nắm quyền thủ tướng và 3 thập kỷ tham gia chính trị, bà Angela Merkel được xem là một chính trị gia xuất chúng của châu Âu. Bà là một trong số phụ nữ quyền lực nhất thế giới, là chính trị gia với lý tưởng biến châu Âu thành cầu nối hai phương Đông Tây. Cuộc đời và khoảnh khắc bước chân vào con đường chính trị của bà cũng nhiều thăng trầm và thú vị. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng nhìn lại những lát cắt quan trọng trong cuộc đời của bà đầm thép Angela Merkel, điểm lại khối di sản khổng lồ của nữ lãnh đạo này. Và cuối cùng, chính phủ mới ở Berlin đang đối mặt với những thách thức gì? Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Tiêu điểm Thế giới. Xin kính chào quý vị, quý vị đang đến với Tiêu điểm Thế giới đang phát sóng trên các nền tảng của kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, nước Đức vừa qua đã chào đón vị tân thủ tướng là ông Olaf Scholz, chính thức khép lại 16 năm lãnh đạo của bà Angela Merkel. Sau 3 thập kỷ tham gia chính trị, bà được xem như là một tượng đài của châu Âu, là một trong số những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Khi nhìn lại cuộc đời của bà đầm thép, ta mới thấy việc bước chân vào chính trường của bà có quá nhiều thăng trầm và thú vị. Xuất phát là một nhà vật lý ở Đông Đức, bà đắc cử trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Đức và treo lái nước này vượt qua các dòng tố để để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Trong phần đầu tiên của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những lát cắt quan trọng trong cuộc đời của ba đầm thép Merkel cũng như con đường chính trị thú vị của người phụ nữ quyền lực này. Sinh năm 1954 tại Hamburg, bà Angela Merkel lớn lên trong thị trấn Taplin thuộc Đông Đức, phía Bắc Berlin, Cha bà, ông Hosnes Kastner, là một mục sư, còn mẹ là Jelinda Kastner, là giáo viên. Bà theo đuổi ngành vật lý, lấy bằng tiến sĩ hóa học lượng tử và sau đó làm việc tại Học viện Khoa học Đông Đức. Không lâu sau khi bức tường bật lên sụp đổ năm 1989, bà quyết định dấn thân vào con đường chính trị. Trong một bài phát biểu tại Đại học Harvard vào năm 2019, bà kể lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Một cánh cửa bỗng chốc rộng mở tại nơi Một từng chỉ tồn tại bức tường. Với tôi cũng vậy, đã đến lúc bước qua cánh cửa đó. Đây là thời điểm tôi bỏ công việc khoa học lại phía sau và dấn thân vào chính trị. Một khoảng thời gian thú vị và kỳ diệu. Bức tường Berlin đã hạn chế những cơ hội của tôi, thật sự cản bước tôi. Sự sụp đổ của bức tường Berlin, biểu tượng lâu dài nhất của chiến tranh lạnh, dường như đã định hình tư tưởng chính trị của bà theo nhiều cách khi sau này bà đã cố gắng đưa nước đức và cả châu âu trở thành cầu nối giữa phương đông và phương tây theo giới phân tích việc xuất thân từ phía đông đức đã vô tình mang lại những lợi thế cho bà angela merkel bà học được tính kỷ luật sức mạnh ý chí và sự im lặng như là một công cụ thiết yếu điều đó được bà merkel thể hiện trong nhiều thời khắc biến động dữ dội khác sau này bước chân vào con đường chính trị bà Merkel ban đầu gia nhập đảng thức tỉnh dân chủ non trẻ và sau này là Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU. Trong một cuộc tổng tuyển cử toàn nước Đức đầu tiên vào năm 1990, Merkel đã mang về một ghế tại quốc hội cho CDU và sau đó thăng tiến nhanh chóng. Bà trở thành Bộ trưởng Phụ nữ và Trẻ em vào năm 1991 và Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường và An toàn Hạt nhân năm 1994. Năm 2000, bà Merkel được bầu làm lãnh đạo đảng CDU và trở thành thủ tướng nước Đức vào năm 2005. Ở tuổi 51, bà là nữ thủ tướng đầu tiên và là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Đức. Từ đây, kỷ nguyên Merkel bắt đầu. Khoa trương và hoa mỹ, đây không phải là những tính từ có thể mô tả bà đầm thép Angela Merkel. Bà trầm tĩnh đến mức lạnh lùng, bà chân thành và khôn khéo xử lý các mối quan hệ phức tạp với các đồng nghiệp nam giới từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Người hâm mộ gọi bà là thánh nữ cho Dark đương đại, còn các nhà lãnh đạo tôn vinh bà là thiên đường của hòa bình, là cổ máy đàm phán của châu Âu. Trong 16 năm qua, bà đã để lại khối di sản đối ngoại và đối nội khổng lồ cho Đức và châu Âu. Vậy cùng với các nhà lãnh đạo khác, bà đã đưa châu lục già vượt qua các cuộc khủng hoảng ra sao? Lập trường của bà với các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga có gì đáng chú ý? vị trí và sức ảnh hưởng của bà ở châu Âu và trên thế giới như thế nào? Nội dung chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay. Bà lên nắm quyền trong giai đoạn tương đối bình yên trước khi châu Âu sớm bị vùi dập bởi các cuộc khủng hoảng liên tiếp. Năm 2019, khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro diễn ra, bà Merkel đã đi đầu trong nỗ lực cứu đồng tiền chung châu Âu và ngăn EU tan rã. Theo Washington Post, bà thúc đẩy tắt chặt ví tiền của châu Lục và tăng cường giám sát ngăn chặn cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, sự căng ke hơi hà khắc đã khiến bà trở thành người đáng ghét ở một số quốc gia như Hy Lạp khi họ phải thắt lưng buộc bụng dưới chính sách mới. Tại đây, các tờ báo so sánh bà Merkel với Hitler và các chuyến thăm của bà đến nước này suốt nhiều năm sau đó luôn đi kèm với biểu tình phản đối. Cuối cùng, bà đã giúp Đức và khu vực Đông euro thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Trong năm 2021, bà Merkel nói bà xem đó là một trong những thành tựu lớn nhất của bà với tư cách thủ tướng. Cuộc khủng hoảng thứ hai mang tính quyết định sự nghiệp chính trị của bà là vào năm 2015. Trước làn sóng người di cư ồ ạt tiến về châu Âu, bà Merkel quyết định mở cửa cho hơn 1 triệu người xin tị nạn, bất chấp sự phản đối gây gắt từ trong và ngoài nước. Lập trường thiện chí của bà khiến cho châu Âu chia rẽ và bà trở thành mục tiêu công kích của phe cực hữu nước Đức. Song đó là quyết định của trái tim một phụ nữ Đông Đức đã từng chứng kiến sự đau khổ của 3,5 triệu đồng bào tị nạn trong suốt 40 năm. Cùng với đó, bà liên tục kêu gọi các nước EU đoàn kết và thống nhất hơn nữa về vấn đề nhập cư. Trong năm nay, bà được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm vì thể hiện dũng khí khi đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, dù là tài chính, xã hội hay chính trị cuộc khủng hoảng tiếp theo bắt đầu từ năm 2020 và vẫn kéo dài dai dẳng cho đến hiện nay, chính là dịch COVID-19. Vào buổi hoàng hôn nhiệm kỳ, bà Merkel dường như thấu hiểu tầm quan trọng của việc rõ ràng và thẳng thắn. Bà trở nên nổi bật với cách tiếp cận dựa vào khoa học để chiến đấu chống đại dịch. Theo Washington Post, dù dịch COVID đã phơi bày một số lỗ hổng của nước Đức như hệ thống thiếu linh hoạt dẫn đến cản trở chiến dịch tiêm chủng, tuy nhiên phần lớn người Đức vẫn ủng hộ cách lãnh đạo của bà Merkel. Theo giới phân tích trong sự nghiệp chính trị của mình, bà Merkel đã để lại một khối di sản phức tạp. Một số ý kiến ủng hộ phong cách chính trị khiêm tốn, đồng thuận của bà, trong khi những người khác lại cảm thấy bà thiếu sự táo bạo, đặc biệt là trong mối quan hệ với Nga và Trung Quốc. Vì sao lại có nhận định này? Không đau to búa lớn, nữ lãnh đạo đã áp dụng chính sách đối ngoại với các cường quốc khác ra sao? Vị trí và sức ảnh hưởng của bà Merkel ở châu Âu và thế giới như thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin để tìm hiểu về các vấn đề này. Trong suốt 16 năm cầm quyền, Angela Merkel phải đối mặt với một thế giới đa cực phức tạp, thách thức bà trên nhiều mặt trận. Có lẽ một trong những điểm mạnh chính của bà là thành công duy trì quan hệ với cả ba quốc gia: Mỹ, Nga, Trung Quốc, vốn nổi tiếng với những màn đối đầu gay gắt. Riêng đối với Trung Quốc, bà Merkel đã tìm cách hợp tác, giúp vun đắp mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc. Bà được cho là có mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch Tập Cận Bình. Quan hệ đó trước tiên để giữ cho giao bàn kinh tế Đức Trung nồng ấm. Năm 2016, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức. Sự mở rộng kinh tế hai bên đã góp phần thúc đẩy Đức phát triển trong suốt nhiệm kỳ của bà Merkel. Nhưng một số nhà phê bình cho rằng Đức đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc và quá mềm mỏng với Bắc Kinh trong một số vấn đề. Về điều này, bà Merkel cuối cùng cũng thú nhận là đôi khi không cảnh giác trước thách thức của đế quốc mới trầu dậy. Nhưng bà khẳng định đoạn tuyệt với trung quốc không phải là lựa chọn đúng cho eu không chỉ là câu nói giữa eu với trung quốc bà merkel còn được nhận xét có thể đại diện cho phương tây đối thoại với tổng thống vladimir putin đức và nga có thể được mô tả như cặp đôi vừa là bạn vừa là thù tối hậu của quốc tế điều đáng nói dù không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề vướng mắt nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì liên lạc thường xuyên nhìn về phía mỹ Suốt thời gian cầm quyền, bà Merkel đã xây dựng được những mối quan hệ cá nhân thân tình với các tổng thống Mỹ, giúp thúc đẩy quan hệ song phương từ giai đoạn khởi sắc với cựu tổng thống Bush đến lúc quan hệ Mỹ-Đức nở rộ dưới thời cựu tổng thống Obama. Nhiều điểm chung đã tạo nên chất kết dính mạnh mẽ vô hình giữa các nhà lãnh đạo hai bên. Duy chỉ với cựu tổng thống Donald Trump, cái phất lờ bắt tay trong phòng bầu dục năm 2017 đã bao trùm một sắc màu ảm đạm lên mối quan hệ Mỹ-Đức 4 năm sau đó đến thời Tổng thống Joe Biden, những cử chỉ nồng ấm và thân thiện cùng lời khen tặng ông Biden dành cho bà Merkel dường như quan hệ Mỹ-Đức đã có những tín hiệu chuyển dịch tốt đẹp. Bằng sự trầm tĩnh đến mức lạnh lùng, bà Merkel cũng đã khôn khéo xử lý mối quan hệ phức tạp với các đồng nghiệp nam giới khác. Bà đã dàn xếp được với Tổng thống Erdogan chấp nhận 4 triệu người tị nạn Syria ở lại Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy 6 tỷ euro viện trợ của EU bà đã thuyết phục Tổng thống Putin ký hiệp ước Minsk để giảm nhiệt cuộc nội chiến Ukraine. Có thể thấy, sau ba thập kỷ tham gia chính trị, Angela Merkel được xem là một chính trị gia xuất chúng của châu Âu. Bà nhiều lần được xướng tên là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà đã cố gắng định vị nước Đức và châu Âu như cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Bà đã để lại dấu ấn trên trường quốc tế với hình ảnh một nước Đức yêu hòa bình, nhân đạo và hòa hợp dân tộc. Chắc chắn trong nhiều năm tới, người ta sẽ nhớ sự hiện diện ổn định và mang tính xây dựng của bà trong nền chính trị phương Tây. Thưa quý vị, xưa nay Đức chỉ có các liên minh cầm quyền hai đảng. Tuy nhiên, hiện với sự có mặt của đảng cực hữu trong quốc hội, khiến Đức lần đầu tiên tiến hành liên minh ba đảng. Đáng chú ý, màu cờ của các đảng tạo màu như cột đèn giao thông, đó là đỏ, xanh, vàng liệu với màu vàng của đảng Dân Chủ Tự do FDP, cử tri Đức mong muốn thay đổi thế nào trong chính phủ mới? Các thách thức đang chờ đợi tân Thủ tướng Olaf Scholz là gì? Ông sẽ tiếp tục hay xóa bỏ những chính sách của người tiền nhiệm? Ngày nay, Đức là một cường quốc kinh tế, là đầu tàu của châu Âu, rất thịnh vượng và có tỷ lệ thất nghiệp rất thấp bất chấp đại dịch. Nhưng những lợi thế này liệu có thể kéo dài? Đây cũng là vấn đề mà FDNC sẽ dẫn lời các chuyên gia giải đáp trong phần cuối của chương trình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Không phải là người phụ nữ thép như Margaret Thatcher hay Golda Meir, nhưng Merkel lại rất nhạy cảm với quyền lực. Không đào to búa lớn, bà lần lượt đánh bại tất cả các đối thủ chính trị khẳng định vị trí số 1 trong đảng CDU suốt 21 năm qua. Có lẽ vì vậy mà người ta trách bà tạo ra những khoảng trống quyền lực không bù đắp được sau khi từ nhiệm. Tuy vậy, bà vẫn giữ được sự đàng hoàng chính trị khi cần thiết. Việc này có thể thấy qua quá trình chuyển giao quyền lực cho tân thủ tướng bà không tranh thủ những ngày cuối để đưa ra các quyết định làm khó cho chính phủ sau này. Ngược lại, bà mời ông Scholz cùng bà gặp gỡ tay đôi với các nguyên thủ khác tại GOP26 ở Glasgow. Tuy nhiên, cũng không có ít thách thức Merkel để lại cho người kế nhiệm. Theo giới chuyên gia, Đức đang ngày càng dễ bị tổn thương về kinh tế, đánh mất khả năng cạnh tranh và chưa sẵn sàng cho một tương lai được định hình bởi công nghệ và cạnh tranh Mỹ-Trung. Theo New York Times, dưới nhiệm kỳ của Thủ tướng Merkel, Đức đã lơ là xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, vội vàng từ bỏ phát triển năng lượng hạt nhân và trở nên phụ thuộc một cách đáng báo động vào Trung Quốc. Câu hỏi liên quan đến Trung Quốc đặc biệt phức tạp, sẽ là thách thức không hề nhỏ dành cho tầng thủ tướng Đức. Ngoài ra, theo New York Times, các nhà kinh tế cho rằng Đức đã không đầu tư đủ vào giáo dục và những công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo và xe điện. Người Đức phải trả mức giá năng lượng gần như cao nhất thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp của Đức đã giảm dưới thời Merkel. Tuy nhiên, đang tồn tại nhiều công việc có mức lương thấp và hạn chế cơ hội phát triển. Kết quả là chênh lệch xã hội gia tăng, dân số già nhanh, ngày càng bị đe dọa bởi đói nghèo theo New York Times cho biết. Theo Bộ Lao động Đức, 40 đến 50% tổng số người lao động nước này sẽ phải đào tạo lại các kỹ năng kỹ thuật số để tiếp tục làm việc trong vòng một thập kỷ tới. Hầu hết các trường học ở Đức thiếu internet băng thông rộng và giáo viên không muốn sử dụng các công cụ học tập kỹ thuật số đều trở nên tồi tệ rõ ràng khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Bên cạnh những tồn động từ chính quyền Merkel để lại, chính phủ Olaf Scholz phải đối phó với hàng loạt thách thức mới. Virus biến chủng mới Omicron, xung đột Nga-Ukraine, đường ống Nord Stream 2, khủng hoảng Belarus, vân vân. Trên chính trường Đức, đảng Dân Chủ Tự do FDP, tham chính không chỉ tạo ra cột đèn giao thông trong ngôn ngữ, mà là một đòi hỏi của xã hội, hãy điều tiết dòng chảy một cách thông minh và hiệu quả hơn về điều này cũng đã có nhiều dấu hiệu về sự đổi mới trong chính phủ mới của đức theo new york times chính phủ của ông olaf scholz cam kết sẽ có quan điểm cứng rắn hơn đối với nga và trung quốc hiện giờ phần lớn vẫn chỉ là những lời hứa của chính quyền mới nhằm trấn an và xoa dịu quan chức ba đảng đồng minh tuy nhiên cam kết của chính phủ đức đối với châu âu nato và đối tác xuyên đại tây dương vẫn là rất vững chắc bởi đây vốn là một điểm nổi bật xuyên suốt của đức thời hậu chiến chính phủ mới của đức cam kết sẽ góp sức xây dựng quân đội châu âu hùng mạnh bao gồm tăng cường hợp tác quân đội giữa các nước eu đặc biệt là việc tập trận và trao đổi vũ khí quan điểm này của đức sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của tổng thống pháp emmanuel macron người luôn kêu gọi tự chủ chiến lược ở châu âu Thưa quý vị, với chủ nghĩa thực dụng, tính khiêm tốn và lòng nhân ái, bà Angela Merkel đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong suốt 4 nhiệm kỳ. Trong những năm qua, bà đã phục vụ cùng với 4 tổng thống Mỹ, 4 tổng thống Pháp, 5 thủ tướng Anh và 8 thủ tướng Ý. Thời gian nắm quyền, thủ tướng kỳ cựu đã chứng kiến những cuộc khủng hoảng lớn của châu Âu và bà đã đương đầu với các sóng gió nâng tầm nước Đức trên đấu trường thế giới. Sau này, các sử gia có thể sẽ tiếp tục tranh luận về ảnh hưởng của bà nhưng có thể thấy khi rút khỏi chính trường, bà đã để lại một khoảng trống lớn sau 3 thập kỷ sự nghiệp mà khó ai có thể lắp đầy. Bản tin tiêu điểm thế giới của chúng tôi ngày hôm nay đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.